Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trụ cổng nhôm đúc. Thông thường một chiếc cổng nhôm đúc thì sẽ có hai cái trụ hai bên. Trụ bên trái và trụ bên phải. Tùy theo thiết kế thì có thể trụ được làm bằng nhôm hoặc bằng bê tông trang trí phủ điêu. Ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn trụ bằng nhôm đúc. Bên trong là có cột bê tông. Đế trụ có kích thước là 55 cm từ mép này đến mép bên này. Và phần nhôm của trụ là 45 cm. Chiều bên này cũng tương tự như thế. Phần bên dưới là phần bê tông đế trụ. Trụ này có chiều cao riêng phần nhôm là 2m2. Phía bên trên trụ được trang trí bằng lồng đèn nhôm đúc. Ở giữa thân trụ được làm họa tiết hoa văn nổi trên nền nhôm kín. Đây là những nền nhôm kín. Xung quanh là những vòng tròn trang trí từ trên xuống dưới, tạo nên điểm nhấn cho cái trụ. Phía bên trên trụ cũng được thiết kế đấu loe ra bằng chính phần bên dưới đáy trụ, là có chiều rộng là 55 cm. Và thu dần tam cấp. Các bạn nhìn rõ không? Thu dần tam cấp. Khi làm cổng nhôm đúc, các bạn nên làm kèm với trụ nhôm đúc, tạo nên một cái sự hoành tráng, sang trọng cho ngôi nhà cũng như là chiếc cổng. Nếu các bạn có nhu cầu làm cổng nhôm đúc, trụ nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại 0946 266 860. Chúng tôi sẽ lên thiết kế tư vấn cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Nhôm Đúc chúng tôi. Xin chào các bạn.